chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái dòng máy này đắt đến nỗi đắt hơn cả ô tô. Xe này được xếp hạng là tiền tỷ luôn. Ok, thì tại sao nó lại hơn tiền tỷ và xe này được xếp hạng như thế? Ok, thì ngay bây giờ mình sẽ review cho các bạn cùng xem về cái dòng máy này. Cái dòng máy này được mệnh danh là được thi hoa hậu hoàn vũ thế giới đấy các bạn. Tại sao phải dòng máy này? Thì bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nha. Ok, nó đang nằm ở giữa cánh đồng đây. Cái máy này là được một người bạn của mình đang lái. Thì các bạn đây, mình sẽ đi tổng quan cho các bạn. Chắc hẳn là các bạn sẽ chưa biết và chưa quen thuộc cái dòng máy này đúng không ạ? Thì cái dòng máy này ấy, thì đây các bạn nhìn thấy nó giống như hệt một cái đĩa bay đúng không ạ? Một cái sinh vật người ngoài hành tinh đấy. Thì đây bây giờ mình sẽ có thể giới thiệu sơ qua cho mọi người về dòng máy này. Dòng máy này thì các bạn cũng là dòng máy đời cũ rồi, nên là nó sẽ không còn được mới và đẹp như đời kia nữa. Đây là con Kobeco SK200 các bạn ạ. Đây là tổng quan của nó từ cái phía đằng xa đây. Thì hiện tại đây là máy xúc này thì được bạn mình đang lái là để làm ở một cái đường nông thôn này. Thì đi vào chi tiết hơn cho các bạn cùng hiểu con dòng này nha. Đây là con Kobe SK200, thì con này nó sẽ là dùng điển hình là màu xanh. Dòng máy 200 này thì sở hữu cái dung tích gầu là gì? Con này sở hữu dung tích gầu là 0.7 các bạn nhé. Đây là dòng 0.7. Đây này, gầu này là gầu 0.7 này. Đấy, 200 mà. Thì đây, gầu này nó có cái độ sâu nên là nó có độ sâu nên là cái bề ngang nó bé. Đó. Thì con này hiện tại là không có tháo lắp nhanh các bạn nhé. Con này thì nó cũng khá lâu đời rồi và là thứ hai là nó thuộc dòng máy xích nên là hầu như nó không dùng tháo lắp nhanh. Không dùng tháo nhắp. Các ắt gầu, ắt cần đây các bạn này thì nó đã bị khô tại vì máy nó cũng đời cũ đây. Thì con này chỉ có mỗi cái gầu với cần không thôi, không có tháo lắp nhanh. Đó. Thì trên này là phần trên của nó này. Đây, đây là phần trên này. Đời này thì là đời khá là đẹp các bạn này. Bản xích con này thì rất là to. So với máy 07 thì nhiều con là cái bản xích này thì nó chỉ có nửa thôi, nó nhỏ rất là nửa giữa nửa. Nhưng con này bản xích là to. Bản xích là to này, khá là to. Thì máy sau bao nhiêu năm sử dụng thì còn khá là nguyên mới các bạn này. Đây mình sẽ đi đây về dàn gầm này. Dàn gầm đây. Khá là mới. Đây là cái phần mâm quay. Đây là mâm quay toa. Quay toa con này thì khá là mới. Đây. Con này khá là mới. Này. Không có tình trạng chảy dầu chảy mỡ các bạn này, rất là khô luôn, cực kỳ khô ráo luôn. Đấy. Cực kỳ khô ráo luôn. Về phần này, cái con này sử dụng là bản xích rất là to. Thì cái tiếp theo, wow, đây là dàn xích dậy của nó đây. Dàn chân xích này thì hầu như là rất là còn mới này, chưa có dấu hiệu là ga lê đỡ chảy dầu này. Các bạn có thể thấy đây, cái bánh răng bánh sao này, cái bánh răng bánh sao này là còn đang vẫn mới này, răng chưa bị mòn và chưa mài này. Đây, hệ thống ga lê đỡ ở dưới này, ga lê tì ở dưới này, không có nào chảy dầu. Hai con ga lê tì kia chỉ cũng ra đấy. Đây các bạn ơi, con này là đời, bạn nhìn thấy lạ không? Đời đĩa bay, cabin nó vòng tròn như một đĩa bay. Trên phía là cái biểu tượng là Kobeco Acera SK200. Đây, SK200. Đây. Đứng từ phía sau nhịp, con này đời cabin vòng hình quả tròn luôn. Thì đằng sau đít này nó cũng trang bị là gì? Đằng sau đít con này thì nó cũng là một cái vòng tròn luôn, nó quay tròn luôn. Đây, nó khá là quay tròn. Quay dòng này thì quay tròn thôi nhưng mà nó không gọi là dòng đít quay tròn trong xích đâu các bạn ạ. Con này vẫn quay ngoài xích vì nó to mà. Nó quay ngoài xích nên là nó to mà. Đấy, thấy không? Đây, khá là to. Thì ở đây thì các bạn đang là hoàn thiện nốt cái đường. Đường này là đường mở rộng trên là đường khu dân cư đi xuyên ra quốc lộ, đi ra đường liên tỉnh. Nên là máy đang nằm ở đây để đắp lạt đất lề đường. Okay. Con này thì ngày xưa là mình có đi phụ nhưng mà nó không có kiểu cong tít tù mù như thế này đâu. Con này thì cong quá rồi. Ngày xưa mình đi phụ một con nó chỉ có ở mức độ đó là cong vừa tầm. Đây. Thì hiện tại thì tài xế không ở đây nên là mình sẽ không có leo lên trên này để xem được. Đấy. Thì tổng quan thì con này sau bao nhiêu năm sử dụng khá là còn mới mẻ rồi này. Chi tiết hơn này. Từ
những cái dàn xích này, được một dàn mâm quay này. Đây chính là cabin của con này. Cabin các bạn thấy không? Một vòng cung, kính khiếp là có thể dơ lên được. Động cơ thì mình ở đây họ khóa hết rồi, không có chìa khóa này không quay lên được. Đấy. À đây. Bây giờ thì mình sẽ leo thử lên cabin và cho mọi người cùng xem nhé. Ok, đây là cabin của nó các bạn này. Đây là cabin. Wow. À, cabin thì ghế người lái khá là rộng các bạn này. Cabin ghế khá là rộng. Thì máy xích mà nó cũng có tương tự là gì? Máy xích thì tương tự nó cũng sẽ có hai cái chân đạp. Hai cái chân đạp là chân xích ha, một chân xích di chuyển bên này, một chân xích di chuyển bên kia. À, đây là gì? Đây là màn hình báo hiệu đồng hồ các cái chức năng trên máy. Thì đây gồm có một cái gì là ga tay này. Ga tay này. Ở đây các chế độ điều chỉnh này. Đèn này, thì ga tự động này, gạt kính này, rồi phun nước gạt kính này và một số cái con phụ trợ. Thì con này nó không có cái chức năng gì nhiều đâu các bạn ạ. Tại vì đời này nó sâu đời rồi nên nó không có. Và đằng sau thì có hệ thống cầu chì bằng mấy can dầu gân nhớt. À, bên này thì gồm có điều hòa. Bên này thì gồm có điều hòa này. Điều hòa này. Và đây là ký hiệu đài điếc này, hai tay trang này. Đấy. À, về phần ghế ngồi lái thì cabin đây rất là rộng, nhìn ra này các bạn này. Đấy. Thì dòng này thì điều hòa thì hầu như là cũng mất rồi. Điều hòa cũng mất hết rồi, không sử dụng nhiều. Nhưng mà đời địa bay này thì ngày xưa nó được mệnh danh là quay tít như trong chóng các bạn ạ. Đấy, đời địa bay thì nó quay tít như trong chóng luôn. Nên là làm nó rất là nhanh. Nhanh lắm, cực kỳ nhanh. Đấy. Con này được làm lâu năm rồi thì nó móp méo nhiều. Nên là bây giờ hệ thống thủy lực thì, nhưng mà được cái hệ thống thủy lực còn ngon các bạn ạ. Thì xét ở góc độ nào đó con máy này cực kỳ ngon. Tại vì đây nhá, các bạn có thể nhìn thấy dàn gầm của nó này. Mới theo mình đứng từ đây thì là chưa có dấu hiệu chảy dầu chảy mỡ xuống đây. Bình thường như các con máy khác ở cái nắp, những cái nắp sàn này nó chảy dầu chảy mỡ rất là nhiều. Chảy dầu cực kỳ nhiều và chảy mỡ rất là nhiều. Nhưng mà con này không có chảy dầu chảy mỡ gì hết. Và tiếp theo đó là gì? Con này thì được bác tài và những cái người ta lái máy này chăm máy rất là tốt. Tốt là cái điểm gì các bạn có thể thấy không? Thông thường những con máy mà ở cái dòng kẹt xích này là chứa rất là nhiều đất, cực kỳ nhiều đất và cực kỳ nhiều đất luôn đấy. Nhưng mà đây thì các bạn thấy không, ga lê này rồi các máy khác là thì rất là sạch, cực kỳ sạch luôn, chứng tỏ là bác tài và thợ vận hành họ dọn máy rất là kỹ nên là hầu như không có cái vết bẩn ở đây, kể cả trên cái cần này này đấy. Và cụ thể hơn các bạn này, dòng máy này thì là họ sửa chữa tốt, sửa chữa tốt nên là hầu như là không phải chảy dầu chảy mỡ gì nhiều. Và đặc biệt các bạn thấy mâm quay này họ dọn này, họ rửa sạch sẽ này, đây không có miếng nào chảy dầu này, đấy không ngăn ngân mâm quay không có dấu hiệu dầu mỡ ra đấy. Thì cái dòng máy này thì hiện tại bây giờ là mới không còn nữa đâu, chỉ còn cái dòng máy là đời cũ mua lại thôi đấy. Dòng máy đời cũ mua lại thôi. Mà mua lại dòng này thì với túi tiền mua lại thì cũng khá phù hợp để cho các bạn có thể là mua lại đấy. Thì chính vì vậy nên là con máy này mà các bạn có mua về sử dụng thì cũng khá là ok, không có vấn đề gì hết. Dòng này mua về sử dụng thì vẫn còn khá là ngon và đảm bảo cho các bạn là dùng yên ổn và ổn định đấy. Thì đây cái công trình này là cái công trình đang hoàn thiện dở dang cái đường bạn này. Sau này thì ở đây họ sẽ xúc hết những cái đất này đi. Để chuyển về công trình và chuyển đi sàn lấp cái chỗ khác. Mình là một chỗ này. Đấy. Về phía xa đây, mình đi vòng vòng đấy. Đây. Về phía xa nhé. Đấy. Khá là mới đẹp, một mình là một chỗ. Giờ lái máy xích mà lái được những con máy to như vậy cũng khá là nhàn các bạn, nhất là nhàn. Sàn gạt mặt bằng các kiểu nó cũng nhàn này. Rồi thứ hai là làm việc nó cũng vừa phù hợp này. Mà cộng với đó là máy có điều hòa này. Khi máy có điều hòa này. Rồi máy to, kể cả không có điều hòa ngồi nó vẫn thoáng. Đấy. Rồi. Giới thiệu sơ. Rất tiếc là hôm nay không thể là cho mọi người ngó được ở bên hệ thống bơm động cơ của con dòng máy này được. Tại vì đang khóa mà hiện tại là bác lái máy bạn mình đã đi đâu rồi ấy. Nên là không tìm để có thể là quay cho các bạn cùng xem. Thì giới thiệu cho mọi người sơ qua về cái dòng này. Ưu điểm của cái dòng Kobeco này ấy, thì dùng rất là bền.
Ưu điểm của dòng này dùng cực kỳ bền, tiêu hao nhiên liệu ít, tiêu hao nhiên liệu ít và rất phù hợp với túi tiền của mình bỏ ra, rất là phù hợp và rất là đẹp đấy. Nên là sự lựa chọn dòng Kobeco rất là đáng để cho mọi người có thể là chọn mua con này. Ok, mình rất thích dòng Kobeco này. Về phần hông bên kia tiếc là máy không quay được các bạn nhé. Ok, mình video vừa xong, mình đã giới thiệu cho mọi người biết thêm về dòng máy Kobeco Acera SK200. Như vậy qua video này mình đã cung cấp thêm một số thông tin cho mọi người cùng xem để hiểu hơn video này. Ok, video mình xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hãy nhớ dành tặng cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.